Thưa quý vị và các bạn, ở xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, trước đây bà con hầu như chỉ trồng cà phê và một số loại cây như bắp đậu. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế chưa cao. Vì vậy, khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều nông hộ đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng màu theo hướng công nghệ cao, sản xuất trong nhà kính. Sự chuyển đổi này đã giúp nông dân nâng cao thu nhập, mở ra hướng đi mới, tiềm năng cho khu vực vùng sâu vùng xa này, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Với mong muốn sớm thoát khỏi tình trạng thu nhập thấp và trung bình, năm 2019, anh Lò Văn Dũng ở thôn Đà Thọ, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng quyết định đầu tư 6.000 mét vuông nhà kính trồng cà chua và dưa bao tử. Mô hình được đầu tư đồng bộ theo hướng công nghệ cao với hệ thống tưới tiết kiệm, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đến nay anh Lò Văn Dũng đã hoàn toàn làm chủ các kỹ thuật đối với các mô hình sản xuất này. Dù đầu ra vẫn còn phụ thuộc thị trường, tuy nhiên so với sản xuất truyền thống, việc chuyển sang trồng dưa bao tử trong nhà kính vẫn mang lại giá trị và hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Cái mô hình này là nói chung là có thể là lợi hơn là cà phê, là mình thứ nhất là không bệnh tật thì mình có thể kiểm soát được một phần nào. Từ khi ươm tới trồng là thành một tháng là được thu. Là địa phương vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, chủ yếu canh tác cà phê, bắp, đậu và để vườn tạp. Những năm gần đây, nông dân xã Đà Loan, huyện Đức Trọng đang thay đổi nhanh chóng tư duy, mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ động tiếp cận với các mô hình mới, nhất là những mô hình công nghệ cao, công nghệ thông minh theo hướng tạo ra các sản phẩm hữu cơ. Ngoài trồng dưa bao tử, nông dân xã Đà Loan còn đưa vào trồng hoa cúc, bắp sú, ớt, đặc biệt là các loại cà chua. Dù giá cả chưa thật ổn định, tuy nhiên nhìn chung, lợi nhuận từ những mô hình trồng rau hoa trong nhà kính thời gian qua vẫn đang giúp nông dân có thu nhập cao. Cây cà chua nó sẽ có năng suất hơn, thì có thể thu nhập nó cao hơn, nó ổn định hơn. Đảng ủy cũng đã có những cái định hướng hết sức là kịp thời để mà ứng dụng công nghệ cao, đồng thời là vận động nhân dân là liên kết, rồi là tạo thành cái chuỗi sản xuất để nhằm làm sao đó để khi sản xuất là nó đáp ứng được với nhu cầu thị trường. Sự tích cực chủ động của người dân cùng với sự quan tâm khuyến khích và hỗ trợ của chính quyền địa phương đang tạo ra làn gió mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở xã Đà Loan. Đến thời điểm này, toàn xã đã có hơn 20 nông hộ tham gia sản xuất rau hoa thương phẩm theo hướng công nghệ cao, sản xuất tiền hữu cơ với diện tích hơn 10 hecta. Nhiều mô hình mang về nguồn thu nhập tiền tỷ mỗi năm 1 hecta, cao gấp hàng chục lần so với cây trồng truyền thống trước đây. Hướng đi này vẫn đang được xã Đà Loan, huyện Đức Trọng tiếp tục đẩy mạnh để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, giúp nông dân nâng cao thu nhập.